Hôm nay thì mình đang đi lãnh tiền YouTube mọi người. Thì rất là vui khi mà sau khoảng 10 tháng từ ngày bắt đầu thì bữa nay mình cũng đã lãnh được cái đồng tiền đầu tiên của YouTube. Thì bây giờ thì xin mời mọi người cùng đi theo với mình để xem là bữa nay sau 10 tháng làm YouTube thì mình được bao nhiêu tiền ha. Thì mọi người hãy đợi mình ha. Hiện tại thì mình vừa về rồi mọi người, và bữa nay thì mình sẽ đi lên cái đài Đức Mẹ. Đấy, cái nơi mà hồi nhỏ mình rất là hay lên để mình chia sẻ với mọi người ha. Trên này là vừa yên tĩnh mà vừa ít người nữa. Này. Đó. À, rất là sau khoảng cái này là sau khoảng tầm chắc khoảng 15 năm rồi á, không đến 15 năm, 13 năm thì mình không có lên đây. Đấy, nhưng mà thật sự là cái nơi này chứa đựng rất là nhiều cái kỷ niệm của mình. Cái thời học sinh cấp 2 á, bọn mình chỉ là những cái thằng mà chạy xe đạp thôi, tài sản không có gì ngoài cái xe đạp. Điện thoại cũng còn không có, thời đó là chúng mình chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn thôi mọi người. Đấy, từ trên nhìn xuống này. Thì hôm nay mình sẽ đi lên đây và quay cho mọi người xem về cái số tiền YouTube mà mình lãnh được sau 10 tháng mình làm ha. Rất là cao. Hồi nãy mình ra ngân hàng mình rút tiền ấy thì kiểu ở đó đông người cho nên mình cũng khá là ngại quay mọi người. Kiểu ngân hàng mà người ta kiểu an ninh cao lắm cho nên là bảo vệ đồ nữa. Cho nên mình chỉ quay sơ sơ ở bên ngoài cho mọi người xem thôi. Sau khoảng 2 tiếng ấy thì đủ các loại thủ tục hết thì mình mới lãnh được cái đồng tiền của YouTube. Nói thật ra từ cái lúc mà làm đến giờ rất là nhiều khó khăn mọi người, nhưng mà cái YouTube này nếu mà ai mà có đam mê thì sẽ làm được thôi, chứ cũng không có gì nó có thể cản lại được cái đam mê của mình. Quan trọng là mình có đam mê hay không thôi. Giống như trong tình yêu cũng vậy. Không, nếu mà có yêu nhau thì bao nhiêu khó khăn nó cũng qua thôi. Đây mọi người, cho mọi người xem cái tiền YouTube của mình nè. Là sau khoảng mình bắt đầu mình quay video vào tháng 12 năm ngoái. Đó, thì tới nay là mình được nè, 5 tờ. Đấy, 5 tờ tiền là 2,5 triệu. Thật sự thì mình làm được 2,7 triệu cơ, 2,7 triệu mấy chục ngàn đấy, nhưng mà mình chỉ rút ra 2,5 triệu thôi, còn bao nhiêu là mình để chừa lại. Nói chung là rất là vui mọi người ạ, rất là vui, tại vì cái công sức của mình bỏ ra bao nhiêu lâu ấy thì cuối cùng cũng được đền đáp. Và qua đây ấy thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ cái kênh của mình từ những ngày đầu đến giờ. Người yêu thích rồi người ghét có, người yêu thích có, nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mọi người. Thì tại vì có mọi người thì mình mới lãnh được những cái đồng tiền này ngày hôm nay. Đối với nhiều người nó không là lớn, nhưng mà thật sự là đối với một người làm YouTube ấy thì đó là một cái động lực rất là lớn. Một cái động lực rất là lớn mọi người ạ. Qua đây thì mình cũng gửi lời đến các bạn đã và sẽ làm YouTube. Thì mọi người ấy, nếu mà chưa lãnh được tiền như mình ấy, thì cố gắng lên. Nếu mà mọi người có cái quyết tâm và có quan trọng nhất là cái đam mê thì chắc chắn là mọi người sẽ thành công và sẽ vượt qua hết mọi cái gọi là cái trở ngại đó. Đấy, chỉ cần là mọi người đừng có từ bỏ cái đam mê của mình. Thật sự ấy, khi mà làm YouTube nhiều khi mình cũng muốn bỏ cuộc mọi người, tại vì mình cái tâm lý của một người làm trong vô định ấy, làm mà không có tiền công và phải bỏ vốn ra nè, rồi không ai trả tiền công, nhưng mà mình chỉ biết chờ đợi một cái gì đó rất là, nhiều khi mình nghĩ nó rất là viển vông, nó không thực tế, nhưng mà trên hết nó cứ phải bắt nguồn từ cái đam mê. Tại vì như kiểu mình đã bỏ rồi nhưng mà mình không quay nữa thì mình lại thấy nhớ, mình lại muốn quay. Đấy, như vậy thì cái đó là gọi là cái đam mê đấy. Ví dụ như anh em chơi chim cân mình cũng vậy, chẳng hạn như mọi người nhiều khi ấy, mình nuôi một con chim, đúng không, một bầy chim, thì cái tiền ăn này, tiền chăm sóc của nó, nhiều khi mình cứ tới ngày hết cám rồi tới ngày dọn dẹp cho chim, mình lại thấy mệt mỏi và mình cảm thấy nản. Nhưng mà trên hết khi mà mình không nuôi thì mình lại nhớ, và mình đó là cái đam mê của mình đó. Thì có khó khăn mấy thì mình cũng cố gắng mình nuôi dung dưỡng cái đam mê của mình. Thì như vậy thì mọi người sẽ có ngày thì mọi người sẽ thành công thôi. Đấy, thì qua đây cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Và với cái số tiền này thì mình sẽ dành để trang trải những cái gì trong cuộc sống của mình, và có thể mua thêm những cái gì cần thiết trong cái việc quay video của mình, cũng như là mình sẽ có tiền để mình đi bẫy nhiều chim hơn, mình tặng cho anh em xem kênh của mình. Tại vì kênh của mình từ trước giờ mình chưa thu phí bất kỳ một cái con chim nào, cũng không lấy cái tiền của ai bao giờ hết. Tất cả cái nguồn thu nhập của mình từ cái việc làm YouTube đều là từ cái lượt xem của mọi người thôi. Còn cái việc tặng chim ấy là mình nghĩ mình sẽ không lấy tiền mọi người những cái con chim mà mình bẫy được. Tại vì đó là cái đam mê, và cũng như là cái mà chia sẻ cái đam mê ấy. Như mình đã kể rất là nhiều rồi, tại vì cái con chim đầu tiên của mình nuôi ấy là cũng từ một người khác mình cho mình, thì cũng đó là cũng là cái đam mê mà người ta truyền cho mình, thì mình cũng muốn truyền cho mọi người. Đấy, như vậy thôi, chứ mình không có lấy tiền phí. Quan trọng là mình muốn anh em trên kênh của mình vui vẻ với nhau. Đấy, và có được cái con chim của mình để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình là được. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người, và hy vọng thời gian tới mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho cái kênh của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ đi về nhà và thông báo với lại vợ mình. Chắc là vợ mình cũng rất là vui mọi người. Và mình xin cảm ơn tất cả mọi người ha. Và mình xin kết thúc video tại đây ha. Bây giờ xin chào tạm biệt mọi người. Ở khu này là bao nhiêu cái kỷ niệm của mình ở đây đó mọi người. Từ trên đây có thể quan sát được hết những cái cảnh đẹp của cái tỉnh Đồng Nai của mình, cũng như là cái huyện Tân Phú của mình. Ở đây thì mình quay bằng cái điện thoại cho nên nó sẽ không được nét, không được đẹp. Nhưng mà nếu mà thời gian tới mà có kinh phí thì mình sẽ mua một cái máy quay tốt hơn nè, đẹp hơn để quay những cái video đẹp hơn gửi đến mọi người ha. Vì ở đây ấy là cuối tỉnh Đồng Nai và giáp tỉnh Lâm Đồng, cho nên là mọi người có thể nhìn thấy phía xa xa đều là những cái núi non trùng trùng điệp điệp. Tại vì Lâm Đồng mà tỉnh miền núi mà mọi người, cho nên là toàn là đồi thôi. Và khu của mình cũng là gọi là khu giáp cái miền núi luôn rồi. Nó rất là kiểu cây cối rất là nhiều, cây cối rất nhiều luôn đấy, cho nên là cái việc đi bẫy chim của mình cũng tương đối là dễ, cái kiếm cái địa điểm mọi người.